Đỉnh cao của kỹ năng chính là chân thành. Mà chân thành phải hội tụ được 3 yếu tố: tâm, yêu thương. Tức là chân thành, tức là nó có cái yếu tố từ tâm. Thứ hai là tư duy biết rõ, tức là biết cách thể hiện ra ngoài cái tâm yêu thương của mình. Và cái thứ ba là có kỹ năng để thể hiện cái tâm yêu thương. Có cách xong phải có kỹ năng nhé. Như vậy chân thành là phải hội tụ 3 yếu tố: tâm, tư duy và cái kỹ năng biểu hiện, thì nó đạt được cái ngưỡng rất nhanh. Nhưng cái tâm nó là gốc. Hoa không thơm, chưa thấy thơm, nhưng cái nhụy hoa nó thơm, thì rồi lâu ngày người ta cũng cảm nhận được mùi thơm phang phảng của mùi nhụy hoa. Nhưng nếu mà nhụy hoa mà thối, nhưng chỉ cành hoa nó thơm thôi, thì rồi kiểu gì người ta cũng phát hiện ra cái thối trong nhụy hoa, tức là cái tâm của nó có vấn đề. Vốn dĩ con người ta thì ai cũng phải trải qua những cái giai đoạn về mặt tu tập ấy nhá. Thì nó cũng trải qua bằng này bước này. Mọi người cứ để ý cho tôi. Nhớ là 10 tầng. 10 tầng mà con người ta cứ neo từng bước một, từng tầng một. Thì cái tầng đầu tiên là con người ta tham. Cho nên bạn nhìn thấy mà con chó hay là con súc sinh ấy, nó tham hơn người. Tức là đôi khi nó chả cần biết cái đấy của ai mà nó thích thì nó giằng xé thôi. Mặc dù cái con khác đi săn mồi về, nhưng mà nếu mà nó mạnh hơn thì nó cũng sẵn sàng là tranh lại cái miếng mồi đấy của con khác. Thế thì bản chất ở đây là đầu tiên của cái tầng thấp nhất của tu tập là tham. Đến cái tầng thứ hai là tu tập mà tham rồi thì nó bỏ, nó đỡ tham một tí, thì bắt đầu nó mới sinh ra sân. Nó dễ sinh ra là ghét người này, nó chấp kiến ấy. Ghét người này, yêu người kia. Và nguyên tắc thì bỏ được sân thì sau đó nó chuyển sang si. Si có nghĩa là cái mức độ si mê hoặc là nó vô minh. Vô minh tức là không thấy rõ biết, thì thường cái tầng thấp nhất là cái tầng súc sinh, là bị tham sân si. Tầng đấy là tầng thấp nhất. Và vấn đề là thực ra mình cũng còn tham sân si, tầng người cũng còn tham sân si, nhưng mà cái hàm lượng tham sân si trong con người mình thấp hơn. Ví dụ như là hai con chó có thể chỉ cần nhìn đều nhau là nhảy vào cắn nhau, nhưng hai con người nhìn đều nhau thì có thể người ta vẫn quay mặt người ta đi bình thường. Hai con chó có khi đi sượt qua nhau mà chả va chạm vào nhau, nhưng mà chỉ cần thấy nó là mình ghét, là mình cắn. Thì cái đấy, tầm đấy là nó tham sân si nó lớn. Nhưng đến cái tầng bậc của người thì bắt đầu bị căn bệnh của nghi. Tức là sau khi tham sân si, bỏ được tham sân si rồi thì là bắt đầu là ông ấy có một chút thành quả thì bắt đầu ông ta nghi. Và các bạn nhìn thấy trong hoạt động đời sống của con người, bạn nhận ra ngay cái tầng bậc đấy. Người ta nghi thì là có hai cái nghi rất là căn bản. Một là nghi cái đối tượng kia người ta không có năng lực. Hai là nghi cái đối tượng kia là không trung thực. Mà nguyên tắc là nghi không năng lực thì là mình không dám nhờ vả việc gì, mình không dám giao việc, không dám thuê quán. Mà nghi người ta không trung thực thì không dám giao tiền của mình cho người ta làm cái gì cả. Thế thành ra là mình chủ động giữ tiền mình làm tất. Chủ động làm hết mọi việc từ A đến Z. Và đây là căn bệnh rất là lớn trong những cái chủ doanh nghiệp mà họ ở cái tầng bậc là chủ doanh nghiệp nhỏ. Thì cái mức độ mà họ có chút thành công ấy thì họ nghi ngờ rất là cao. Nhưng rồi đến một lúc nào đó họ mệt mỏi quá, họ không chịu được thì cuối cùng họ phải quyết định để chuyển sang cơ chế giao khoán. Họ phải khoán cho người khác để đỡ mệt hơn, bởi vì ông làm lâu rồi ông mới phát hiện ra là cái cuộc đời này tại sao lại không làm việc nhóm mà lại cứ phải làm một mình, mà tại sao lại không tin thằng nào. Thì bắt đầu ông mới bớt nghi thôi, chứ còn cũng không bỏ được. Thì bớt nghi đi thì bắt đầu nó đến cái tầng tiếp theo là tầng của mạng. Tức là thành quả cao hơn. Ví dụ bắt đầu người ta biết thuê khoán đông người về làm cho mình, biết là kinh doanh trên sức của người khác, trên trí tuệ của người khác, thì đám đấy thường là bắt đầu nó có rất nhiều tiền. Nhưng mà khi nó có nhiều tiền rồi thì bắt đầu nó mới sinh ra mạng. Mạn tức là nó phải coi thường người này, coi thường người khác, đi đâu bắt đầu là tinh vi, rồi là nói năng là phải hoành tráng, đòi hỏi người khác phải tiếp đón mình đến nơi đến chốn, rồi ngồi thì phải ngồi ghế trên, đi đâu không được thằng nào giới thiệu chức danh thì người nó khó chịu. Rồi về quê thì là có khi là người ta hơn tuổi mình nhưng cứ bắt người ta rót nước cho mình, chứ mình không chủ động mình rót nước cho người ta. Thực ra thì người ta có nhờ vả quái gì mình đâu, nó cần cái sự tôn trọng lẫn nhau thôi. Thế nhưng mà ông nghĩ là ông có một tí cái chức danh, có một tí tiền, có một chút quân cán nó chuyên hầu hạ ông, thì bắt đầu ra đường là ông nghĩ là thằng nào cũng phải hầu ông. Thì bắt đầu ông sinh ra cái bệnh mạn. Bắt đầu đấy là hết tầng 5 nhá. Tầng này gọi là ngũ độn sử. Ngũ độn sử đấy. Thế đến cái tầng 5, cái tầng cuối là 5 cái tầng mà khó tu hơn, nó gọi là ngũ lợi sử. Thì cái tầng đấy là bắt đầu nó bị thân kiến. Đầu tiên là thân kiến. Thân kiến là coi cái thân mình hơn thân người khác. Và bắt đầu làm vua thì người ta gọi là long thể, tức là long thể bất an. Mặc dù là thân thằng nào thì cũng là thân bất tịnh, tức là nó không có sạch sẽ gì. Thằng nào không tắm mà chả hôi, thằng nào mà ị mà đánh rắm ra đấy mà không có thối. Nhưng mà nó gọi là long thể. Và xin thưa các anh chị là thân mình rất là bất tịnh. Ví dụ như Covid thì nó tránh thằng nào đấy, long thể thì đỡ Covid đi. Thế nhưng mà tự nhiên là vì nó giàu có thì nó coi thân nó hơn thân người khác, dẫn tới bắt đầu là đi máy bay thì phải đi thương gia. Rồi hạng phổ thông nó cảm thấy nó coi thường cái thân mình quá, ngủ phải ngủ cái giường đẹp hơn, đi khách sạn thì phải 5 sao, quần áo thì phải mặc hàng hiệu. Thì thưa các anh chị là tôi cũng đã gặp một cái trường hợp, một cái cô gái như thế này. Thế là cô đi với tôi vào cái chỗ mà siêu thị hàng hiệu, thì cô mới chỉ cho tôi, cô bảo là nói thật với thầy là bây giờ em chỉ mặc được hàng hiệu thôi, chứ còn em mà mặc hàng chợ là ngứa luôn. Thế tôi hỏi là thế em trước em quê ở đâu? Bảo em quê ở chỗ nọ chỗ kia, tôi không muốn đọc tên. Thế thì cũng là một vùng quê, quê mùa thôi. Thế thì tôi hỏi cô ấy là vậy thì thủa bé em đã mặc hàng hiệu chưa? Thì cô bảo là không, bé làm gì có tiền mặc hàng hiệu anh. Thế tôi bảo hồi bé da nó mỏng vậy mà mặc hàng chợ nó không ngứa, sao bây giờ da nó dày rồi, da đây mà sao mặc hàng chợ nó lại ngứa? Chẳng qua là cô ngứa mồm thôi, chứ cô mặc cái quái gì mà nó chả được, chẳng qua là tinh vi thôi. Vậy thì bản chất là khi người ta giàu có lên một chút thì người ta dễ bị mắc bệnh thân kiến. Mà nguyên tắc khi bị mắc bệnh thân kiến là tiêu nhiều tiền. Và tiêu nhiều tiền lên thì bắt đầu lòng tham nó lại trỗi dậy và lại quay về đúng cái vòng súc sinh. Nó lộn về lại súc sinh luôn. Nên chỉ cần mua được căn chung cư thôi là được, vợ chồng con cái có chỗ chui ra chui vào là được. Nhưng mà mua được chung cư rồi thì bắt đầu giàu có một tí là bắt đầu ngay lập tức thân kiến, là cái tầm mình là phải ở biệt thự cơ. Thế là bắt đầu lại sinh ra tham. Tham thì nó lại lộn lại súc sinh, xong không cẩn thận là tham quá, cuối cùng nó sập mất công ty, anh em nó bỏ hết. Thì đấy là nên cái tầng thứ 6 gọi là tầng thân kiến. Bỏ được thân kiến thì nó lại bị một căn bệnh nữa là kiến thủ kiến, tức là bảo thủ. Riêng thằng giàu nó cực kỳ bảo thủ, không thằng nào dậy được cho đến lúc nó phá sản. Tôi cũng bị vậy mà. Cái lúc mà tôi chưa phá sản đố ai dậy được tôi. Vì mình lúc nào mình mở mồm ra là mẹ tao không dạy chúng mày, thôi thằng nào có quyền dạy tao. Cho đến lúc phá sản thằng trẻ con nó dậy cũng phải nghe. Lúc ý mới biết mình ngu mà. Đấy. Thế thì là tầng thứ 7 là tầng kiến thủ kiến. Đến tầng thứ 8 thì bị một cái tầng gọi là biên kiến. Bắt đầu coi mình như kiểu thánh ấy, và bắt đầu quay sang xem bói đấy. Tao nhìn thoáng qua là tao biết con ruồi, con đực, con cái, chứ cần gì phải xem. Mày chưa nói đến nửa câu tao đã biết mày nói hết câu rồi. Tức là biên, tức là một nửa của sự việc. Biên mà là một nửa. Thế mới nghe được một cái góc nhìn nhỏ thôi mà đã kết luận cả một sự việc. Có khi nhìn có một chút về kiến thức, giàu có một tí, thế là nhìn cái tai của một thằng là tai nó không vũ chẳng hạn, thế là kết luận là cái loại mày làm là không có ăn. Ví dụ thế, là cái loại đấy rất là nguy hiểm. Thì nó đến cái tầng thứ 7 là tầng thứ 6 là thân kiến, tầng thứ 7 là kiến thủ kiến, tầng thứ 8 thì là biên kiến. Xong đến tầng thứ 9 là giới cấm thủ kiến. Lúc bấy giờ khi mà họ làm cái gì lâu và họ chuyển giao cái gì cho con cái là ngay lập tức họ bắt con cái làm theo đúng cách của họ, vì họ nghĩ là không có cách nào tốt hơn. Tức là họ giới hạn cái kiến thức trong những cái thứ mà họ đã biết, và bắt đầu nó sinh ra là cứ nghe thằng nào nói khác cái cách nghĩ của họ là nó kết luận thằng ấy chém gió. Này, nó bị một cái giới cấm thủ kiến. Nhưng nó bỏ được giới cấm thủ kiến thì nó thành công kinh khủng, nó hiểu biết vô biên. Đấy, bỏ được thân kiến thì bắt đầu là gần gũi, hòa đồng với mọi người. Bỏ được kiến thủ kiến, biết lắng nghe mọi người. Bỏ được biên kiến là không nhận xét, không bị khẩu nghiệp nữa, không nghe một nửa sự việc đã phán cả sự việc. Đấy, rồi bỏ được giới cấm thủ kiến là bắt đầu họ nghiên cứu nhiều cách hơn, thay vì có một cách mà họ vẫn làm, thì kiến thức của họ nó rộng lớn bao la. Nhưng bắt đầu nó rơi vào cái vùng cuối cùng là vùng của tà kiến, thì bắt đầu họ kết luận là họ như kiểu là được người trời cử về để cứu độ chúng sinh. Và nếu như tôi bây giờ mà không bị, tôi không hiểu cái cách tu là rất dễ bị tà kiến, thì bắt đầu là tôi cho rằng là tao sắp thành Phật rồi chúng mày, rồi là tao là người trời cử về đây để giúp độ chúng sinh, rồi thành lập tăng đoàn chẳng hạn. Từ đấy ví dụ như thế, thì cái đấy nó gọi là tà kiến. Mà thực ra tất cả những kiến thức mình đang nói là kiến thức của ông Phật chứ không phải kiến thức của mình đâu. Mình chỉ là người đi truyền tải thôi. Nhưng do quá trình truyền tải mà mình có được cái sự thấu hiểu hơn, thế thành ra mà mình bị tà kiến là mình lại nhận là tao mẹ ngang với ông Phật. Đấy, như vậy gọi là tà kiến. Thế đấy, ví dụ như vậy. Hoặc là hay ngồi phán xét. Thế thì như vậy là đến cái tầng cuối cùng là bỏ được hết, tức là bỏ được tham sân si mạn nghi thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến và tà kiến, thì nó rơi vào tâm không. Và mọi người hay hiểu tâm không tức là không nghĩ gì. Không phải, tâm không là chỉ còn lại cái tâm yêu thương thôi, cố gắng là tập trung vào no cho người này cho người khác. Thế thì như ông Phật cũng vậy, cả suốt 45 năm từ năm trở thành Phật, năm 35 tuổi đến suốt đến năm 80 tuổi nhập Niết Bàn, là ông ấy chỉ đi như vậy, ông ấy phổ độ chúng sinh thôi. Và cái mà ông ấy được duy nhất đó là một bữa cơm. Họ cho cái gì ăn đấy chứ không phải là ăn chay nhé. Họ cứ cho cái gì ăn cái lấy, thì rất là tuyệt vời. Và chỉ còn lại cái tâm không thôi, và không còn lòng hận thù, không còn tham sân si, không còn yêu thương ghét bỏ, không còn tâm chấp trước phân biệt, không còn đúng sai, chỉ còn lại duy nhất cái tâm yêu thương. Và nhìn thấy ai cũng thấy thương, vì ta đã là thành Phật, ta ngồi trên đỉnh núi rồi và thấy anh em nó đang leo ở chân núi lên, thì chỉ còn lại thương họ và cố gắng giúp họ làm sao để họ sớm lên được cái đỉnh núi, để họ ngồi cùng với mình, để họ được hưởng cái thành quả như mình. Đấy, thì là còn lại là cái tâm yêu thương. Thế thì như vậy là bạn phải hiểu là nếu không may ai đó mà họ tu đến cái tầm tà kiến thì có nghĩa họ vẫn còn hơn mình tỷ tầng. Đã có khi mình mới đang tầng súc sinh mà cứ chửi cái tầng tà kiến. Đúng không? Vậy tầng tà kiến họ còn hơn mình bát ngát tầng nữa cơ mà. Đấy. Vậy thì quay trở lại cái câu chuyện của bạn là khi đang làm quan chức thì nó bị mạn. Bị mạn thì dẫn tới là đồng nghiệp họ coi thường. Như bạn nói là vẫn còn trong vừa mạn mà lại vừa thiếu tư cách. Như bạn nói không đàng hoàng đấy. Thì như vậy còn cả tham sân si mạn nghi nó lớn quá. Tham sân si và mạn, tôi chưa nói là nghi có hay không, thì nó lớn quá. Thì bản chất như vậy thì phải làm sao? Thì thưa bạn là chỉ còn cách tu thôi. Ra ngoài làm thì gặp người ta thì bây giờ bỏ mạn đi, tôn trọng tất cả những người xung quanh mình hơn. Nhưng mà cái bản năng nó rất là khó. Là leo lên cây cao thì dễ, chứ tụt xuống là không cẩn thận rách quần và hỏng một số công trình phụ. Cho nên là người ta sợ khi tụt xuống. Nhưng mà đừng sợ. Thực ra càng tụt xuống thì càng an toàn. Càng leo lên, cố leo lên thì chắc gì đã an toàn. Vậy cho nên bỏ cái mạn đi, bỏ cái tham, bỏ cái sân đi, bỏ cái si mê đi. Thì có phải là tự khắc là mọi thứ nó lại trở lại bình thường mà. Cho nên tôi mới nói với các bạn ấy rằng là đỉnh cao của kỹ năng chính là chân thành. Mà chân thành phải hội tụ được 3 yếu tố: tâm yêu thương, tức là chân thành, tức là nó có cái yếu tố từ tâm. Thứ hai là tư duy biết rõ, tức là biết cách thể hiện ra ngoài cái tâm yêu thương của mình. Và cái thứ ba là có kỹ năng để thể hiện cái tâm yêu thương. Có cách xong phải có kỹ năng nhé. Như vậy chân thành là phải hội tụ ba yếu tố: tâm, tư duy và cái kỹ năng biểu hiện, thì nó đạt được cái ngưỡng rất nhanh. Nhưng cái tâm nó là gốc. Hoa không thơm, chưa thấy thơm, nhưng cái nhụy hoa nó thơm, thì rồi lâu ngày người ta cũng cảm nhận được mùi thơm phang phảng của mùi nhụy hoa. Nhưng nếu mà nhụy hoa mà thối, nhưng chỉ cành hoa nó thơm thôi, thì rồi kiểu gì người ta cũng phát hiện ra cái thối trong nhụy hoa, tức là cái tâm của nó có vấn đề. Thì cái đấy nó gọi là không chân thành. Thế thì như vậy là bản chất là cái người mà như em nói vừa rồi ấy, mà bỏ nhà nước ra làm ngoài thì phải bỏ tất cả những cái thứ chấp kiến trong người đi, bao gồm những cái thứ mà tham sân si mạn nghi, rồi những cái chấp kiến như là 5 cái con kiến đấy: thân kiến, biên kiến, rồi là kiến thủ kiến, rồi giới cấm thủ kiến, rồi tà kiến rồi ạ. Thì như vậy là chúng ta bỏ dần đi, thì cuối cùng chúng ta còn lại mỗi cái tâm yêu thương thôi. Thì tôi đảm bảo cuộc sống ngay lập tức nó an lạc ngay, mà nó an lạc ngay trong cái thời khắc này, chứ không cần phải là, chưa cần phải bàn là có kiếp sau kiếp trước gì hay không, mình không cần phải nghĩ đến chuyện đó, mà an lạc ngay trong cái giây phút này. Thì đấy chính là câu chuyện của đạo Phật. Và bạn cũng nên trao đổi với cái anh bạn kia, và nếu là bạn thì bạn cũng phải bắt đầu thay đổi. Vậy thì bắt đầu bạn phải thay đổi từ tâm, xong rồi quán chiếu đến cái người đối diện, cái cảm xúc của người đối diện, rồi bắt đầu là có cái cách để thay đổi, rồi có kỹ năng để biểu hiện nó. Chính vì vậy vừa rồi có một cái video trên mạng này, có một bà mẹ, bà cứ dạy con thế này dạy con thế kia, và bà ấy nói đầy cái giọng là trí thức và thể hiện mình là người có ăn có học. Nhưng đứa con nó phang lại ngay, nó bảo là thực ra mẹ chẳng bao giờ để ý cái cảm xúc của con cả. Chị ta phải giật mình, bởi vì thật sự tất cả mọi thứ chị bắt con chị làm là phục vụ cảm xúc của chị, chứ chị chưa bao giờ thay đổi góc nhìn là vì cảm xúc của một đứa con. Nó thiếu chân thành. Và đây là tình trạng rất nhiều các cán bộ làm to thì muốn con mình làm theo cách của mình để giữ mặt mũi cho mình, tức là vì cái cảm xúc của mình, chứ không phải là vì cái tâm yêu thương đứa con thật sự từ trong tâm, và biến đứa con trở thành phương tiện để làm cái hình ảnh mặt mũi của mình. Thì cái bệnh này của một số cái đồng chí quan chức, một đồng chí được học cao nhưng mà trí tuệ bên trong thì rộng, thì hay bị mắc cái căn bệnh này. Thì đấy, thì nếu mà chúng ta hiểu được bản chất của tu tập thì chúng ta sẽ bỏ được, và cuộc sống của mình sẽ an lạc. Và không những cuộc sống của mình an lạc, còn giúp cho tất cả những người xung quanh mình họ gần ngày một an lạc hơn. Và đó chính là phước báo trong đời sống này, và phước báo ấy được hưởng ngay trong thời khắc này. Đó là sự an lạc của bản thân mình, chứ chưa nói đến những người xung quanh. Rồi, cảm ơn câu hỏi.